Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 15 tháng 8 của Lushan Vina. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tiếp đón và làm việc cùng đoàn nghiên cứu khoa học từ Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Phạm Văn Đồng. Chương trình đào tạo nâng cao năng lực hàng cho công nhân. Gắn camera quan sát cho 22 xe hạng nặng nhằm nâng cao an toàn cho quá trình vận hành. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm xác định những luận cứ khoa học và thực tiễn cho đề tài nghiên cứu của mình, đoàn nghiên cứu khoa học từ trường Đại học Phạm Văn Đồng và Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có chuyến khảo sát tại Lushan Vina vào ngày 9 tháng 8. Đoàn gồm 7 đại diện đến từ trường Đại học Phạm Văn Đồng và trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh do tiến sĩ Lê Tuấn Lộc, phó hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu, đã đến làm việc với đại diện lãnh đạo Lushan Vina. Tại đây, họ đã gặp gỡ giám đốc khối về Learning ông Kim Ji-hun và trao đổi về những nội dung mà đoàn quan tâm như sự phát triển của Lushan Vina giai đoạn 2014 đến nay, lý do Lushan chọn Quảng Ngãi làm nơi đầu tư, những đóng góp của công ty cho tỉnh nhà, đề xuất hỗ trợ từ chính quyền tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian sắp tới, vân vân. Những dữ liệu và thông tin được cung cấp sẽ là những luận cứ khoa học và thực tiễn để góp phần giúp đoàn hoàn thành đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững. Thay mặt đoàn, ông Lê Tuấn Lộc đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo công ty đã dành thời gian tiếp đón và quan tâm cung cấp thông tin, dữ liệu giúp đoàn có thêm dữ liệu cho đề tài nghiên cứu của mình. Ngoài Lushan Vina, thì đoàn cũng tiến hành thu thập dữ liệu từ nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Từng bước nâng cao năng lực cho người lao động, những năm qua, Lushan Vina luôn chú trọng đến công tác đào tạo với hàng trăm khóa cả về kỹ năng mềm lẫn kỹ thuật, và lần này là khóa nâng cao năng lực hàng dành cho đối tượng công nhân. Theo số liệu thống kê từ khối QA, trong năm 2016, toàn công ty có 447 lỗi QFA tập trung vào các kích thước và khuyết tật hàng. Nguyên nhân chính dẫn đến các lỗi này là công nhân không tuân thủ quy trình hoặc kỹ năng chuyên môn còn hạn chế. Khóa đào tạo dành cho 25 công nhân của nhà máy Boller và MHS này kéo dài trong 2 tháng, từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 4 tháng 9. Đây là khóa đào tạo tại chỗ nhằm giúp cho các học viên nhanh chóng nắm bắt kiến thức và vừa học vừa thực hành ngay tại vị trí làm việc hàng ngày, trực tiếp nhận ra lỗi và cách khắc phục hiệu quả nhất. Tham gia khóa đào tạo, các học viên được đào tạo lý thuyết phương pháp hàng FCAV kép về các ưu nhược điểm, phân cực, đặc tính dòng điện, vật liệu điện đầy, đào tạo các ký hiệu dễ gây nhầm lẫn và các loại khuyết tật thường xuyên xảy ra ở phương pháp hàng FCAV kép. Chương trình học đặc biệt dành nhiều thời gian tại xưởng, trong đó các giảng viên nội bộ sẽ cùng công nhân khảo sát, tìm hiểu các loại vật liệu đang sản xuất, hình dạng sản phẩm, các loại khuyết tật thường xảy ra, các khó khăn khi hàng, quy trình hướng dẫn, các thông số của quy trình hàng và các tiêu chí kiểm tra. Sau đó sẽ tiến hành đánh giá năng lực thông qua bài kiểm tra thực hành theo tiêu chuẩn IWS D1.1, làm cơ sở đưa ra phương pháp đào tạo thực hành tại xưởng, hướng dẫn kỹ thuật hàng trực tiếp cho công nhân trên sản phẩm. Và sau khi kết thúc, L&D sẽ đánh giá kết quả so sánh với kết quả ban đầu và tiếp tục đưa ra phương pháp hỗ trợ, giám sát các thợ hàng sau khi đào tạo. Từ những trở ngại trong quá trình di chuyển, đặc biệt là khi lùi các xe nâng, xe đầu kéo và transporter 300 tấn, các thành viên đội MM đã gắn hệ thống camera cho 22 xe này để nâng cao an toàn khi vận hành. Hiện nay, trong công ty chúng ta đang sử dụng khá nhiều xe nâng, đầu kéo, xe transporter 300 tấn và xe cầu để hỗ trợ di chuyển các sản phẩm và thiết bị từ khu vực này sang khu vực khác. Thiết kế của các loại xe này đều có kính chiếu hậu, nhưng tầm quan sát khu vực phía sau không được tốt, vì vậy đã gây khó khăn cho tài xế khi phải di chuyển về phía sau. Trước cải tiến, khi các xe này hoạt động, nhất là khi lùi, thì các tài xế phải ngoái nhìn lại phía sau để tránh các chướng ngại vật. Khi di chuyển trong các khu vực chật hẹp, xe hay bị va chạm vào các chướng ngại vật, gây nguy hiểm cho người vận hành và thiết bị. Đối với xe transporter 300 tấn thì phải cần một người mang bộ đàm để hướng dẫn tài xế di chuyển. Từ thực trạng và khó khăn đó, các thành viên tổ lái xe và sửa chữa của bộ phận MM đã gắn các camera giám sát ở các vị trí sau xe và gắn một màn hình truyền dữ liệu ở buồng lái để các tài xế có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở phía sau xe. Xe này là trước đây nó không có cái camera này, cho nên khi lùi xe thì mất an toàn. Đặc biệt là vào những chỗ nhỏ, chặt, cho nên không quan sát được. Trước hết là nó va chạm vào hai cái lốp, nó dễ cán lốp và chướng ngại vật đằng sau. Thì bây giờ đã cái sinh xăm có cái camera này rồi, thì người vận hành lùi xe tốt hơn, đỡ hỏng lốp hơn. Tính đến nay, tổng cộng 17 xe nâng, 4 xe đầu kéo
và một xe transporter đã được gắn camera. Cái sinh này đã giúp cho các tài xế yên tâm hơn khi vận hành và nâng cao an toàn cho cả người và thiết bị. Tiếp tục chương trình, mời các bạn xem lại video hướng dẫn phòng chống cháy nổ khi sử dụng thuốc lá. Hầu hết, chúng ta đều biết và ý thức rõ về tác hại thuốc lá khi sử dụng nó. Thuốc lá được xem là hiểm họa kinh hoàng được báo trước. Thế nhưng, người hút thuốc lá lại khó từ bỏ được thói quen này. Không chỉ gây ra những tác hại về sức khỏe cho con người như ung thư phổi, bệnh tim mạch, bệnh hô hấp, thuốc lá còn là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ trên toàn thế giới, thiệt hại về người và tài sản lên đến hàng triệu đô la. Từ những sự việc trên cho thấy, nguyên nhân gây ra các vụ cháy bắt nguồn từ sự vô tâm, lờ là, thiếu kiến thức về phòng chống cháy nổ của một số công nhân viên công ty. Tuy những hành động thiếu ý thức rất nhỏ đó, nhưng những mất mát mà nó gây nên lại không hề nhỏ. Theo thống kê của công ty, thì số lượng công nhân viên sử dụng thuốc lá vẫn còn rất cao. Mặc dù công ty đã có quy định cụ thể những nơi được phép hút thuốc lá, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều trường hợp hút thuốc lá không đúng nơi quy định. Và chính điều này đang là mối đe dọa về nguy cơ cháy nổ rất cao. Để phòng chống cháy nổ xảy ra do thuốc lá, tại Dosan Vina, chúng ta cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản sau đây. Chỉ được hút thuốc lá tại những nơi đúng quy định, được bố trí xung quanh khu vực văn phòng, nhà xưởng. Tuyệt đối không hút thuốc lá tại khu vực làm việc như trong xưởng, văn phòng, nhà kho. Cấm hút thuốc tại những nơi cấm sử dụng nguồn lửa nguồn nhiệt như kho hóa chất, xăng dầu, trạm LPG. Phải dập tắt tàn thuốc hoàn toàn trước khi thải bỏ. Thải bỏ tàn thuốc đã tắt đúng nơi quy định. Cấm thải bỏ tàn thuốc vào những nơi có chất dễ cháy như bãi hàng dương, bãi cọt khô, thùng rác chứa chất dễ cháy như thùng chứa sơn và dung môi pha sơn, thùng rác sinh hoạt. Đồng thời, để đảm bảo sức khỏe cho toàn bộ công nhân viên cũng như đảm bảo an toàn cháy nổ khi sử dụng thuốc lá, chúng ta hãy ngưng giảm hút thuốc lá, cai nghiện thuốc lá, nói không với thuốc lá khi chưa từng hút, khuyên nhủ động viên đồng nghiệp không hút thuốc lá. Một xe chữa cháy không chống lại một tàn thuốc nếu bị vứt bỏ không an toàn. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động, sản xuất, sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Bản tin trưa của Dusan Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusan Vina DVTV V8N59. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusan Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Issue với từ khóa Dusan Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.